Dạ, mến chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Trai Quê Tâm Tư nha. Thì kính thưa cô chú anh chị, hôm nay em sẽ review cho cô chú anh chị cùng biết một món mới mà miền Tây nhìn vô sẽ biết ngay là món gì nha cô chú anh chị. Dạ vâng, đây là chính là cái món bún mắm heo quay. Đây là bún mắm heo quay của chú anh chị ạ. À, thì cũng khá lâu rồi em cũng không có đăng video, thì hôm nay em trở lại để gửi đến cô chú anh chị cùng xem một cái món ăn mà khá là nhiều người ở miền Tây rất là thích ăn, đó chính là bún mắm này của chú anh chị, bún mắm heo quay. Thì cái tô như thế này thì giá là 40k nha cô chú anh chị. Thì cái tô to rất là to luôn, 40k, nằm ở trên đường của thành phố Thủ Dầu Một nha cô chú anh chị. Đây, cái miếng đầu tiên là miếng heo quay của chú anh chị. Đó, bún thì cái bún này cộng khá là to, không có nhỏ nha cô chú anh chị, cộng khá là to luôn. Thì bún mắm heo quay này thì đầu tiên là có heo quay nè cô chú anh chị, và có mực, mực thì cũng được một ít mực và một con tôm với thêm ba miếng chả nữa cô chú anh chị ơi. Đó, miền Tây là nhìn vô sẽ biết ngay là món bún mắm rồi. Thì bún mắm này ăn kèm với rau sống thì rất là ngon cô chú anh chị. Đó, trước mặt của chị cô chú anh chị đây là cái tô rất là to luôn. Thì khá là lâu em không đăng video lên, thì hôm nay em phát hiện cái quán bún mắm này, thì em đến đây kêu ăn, kêu một tô để ăn thử và để cho cô chú anh chị gần xa xem nè. Ai có thèm cái bún mắm này á, thì có thể là chạy đi kiếm ăn liền nha, chứ em ăn vô cảm thấy rất là ngon, rất là đã luôn cô chú anh chị. Đặc biệt là cái nước lèo á, nước lèo ăn rất là thơm, rất là ngọt. Em rất thích cái món mắm này, tại vì em là dân miền Tây mà, miền Tây nên rất thích ăn cái món bún mắm này nha cô chú anh chị. Đó, cô chú anh chị gần xa mà có thèm bún mắm thì hãy nấu ngay nha, đừng có bỏ qua cái món này nha cô chú anh chị, nhìn rất hấp dẫn luôn nè. Thì đặc biệt cái quán này đó, bán rất là đông khách cô chú anh chị. Em phải lựa chọn cái góc ngồi ở khá là gần ở cửa nhà của cái quán này để em review cho cô chú anh chị cùng xem nè. Thank you.